Hôm nay em lại lên cho các chị em hai mẫu đồng hồ Rolex size 31mm. Thì đầu tiên đây là chiếc 178271 mặt xà cừ. Chiếc này mà chị em đeo thì em đảm bảo luôn là không đụng hàng với bất kỳ ai. Bởi vì mặt xà cừ này không phải con nào cũng vân như con nào. Mỗi con nó sẽ có một đường vân khác nhau. Về ngoại hình của chiếc này thì đẹp 98%. Các góc cạnh chưa hề bị tù hay bị khuyết ở điểm nào. Đầy đủ hộp sổ thẻ. Mặc dù con này date 2017 thôi, nhưng mà ngoại hình cực kỳ nét. Đây mọi người có thể nhìn vào phần khóa này để đánh giá. Đây nhìn cực kỳ nét luôn. Mọi người có thể nhìn thấy. Chiếc này thì em đang giao lưu chỉ loanh quanh 3XX thôi. Đây mọi người nhìn vào phần mặt của nó thì cực kỳ là đẹp. Mặt nó còn đính 10 viên kim cương thiên nhiên ở trong. Đảm bảo dùng không bao giờ bị đụng hàng chiếc này luôn, em cam kết. Đây còn giờ đến chiếc mặt hồng. Thì mặt hồng này cũng là full set luôn, full set 2022. Con này thì là Mark 2, có model là 278271. Cũng mặt số màu hồng và 10 viên kim cương thiên nhiên. Ngoại hình của chiếc này thì cũng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là nét, chưa hề có vết xước nào sâu. Cực kỳ nét luôn. Còn nguyên cả phần siêu khóa đây. Chủ cũ vẫn chưa hề bóc luôn. Mà chiếc này còn được dán thêm cả phần chống xước ở phần đáy, nên là bảo vệ được chiếc đồng hồ tốt hơn. Chiếc này em giao lưu cũng chỉ loanh quanh 3XX thôi. Anh chị cần thì nhắn tin em qua số điện thoại ở phần mô tả.